Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu quý anh chị và các bạn tới dòng xe Hyundai Accent để báo giá chương trình khuyến mãi và giá lăn bánh của dòng xe Hyundai Accent 2022. Thì về đầu tiên là phiên bản Accent MT giá 406, lăn bánh Hồ Chí Minh là 453 triệu và chúng ta chỉ cần trả trước là 127 triệu là chúng ta có thể nhận xe. Về khách hàng hộ khẩu ở tỉnh thì chương trình giá lăn bánh nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Thì dòng xe Hyundai Accent MT thì chúng ta sẽ được tặng bộ phụ kiện theo xe nhé quý anh chị. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy dòng Accent MT Full giá là 476, lăn bánh Hồ Chí Minh là 525 và chúng ta chỉ cần trả trước là 145 triệu là chúng ta có thể nhận xe. Về Hyundai Accent MT Full thì chúng ta sẽ được tặng bộ phụ kiện theo xe nhé quý anh chị. Và chương trình khuyến mãi thì chỉ cứ liên hệ em theo số điện thoại 0962 385 818. Và chiếc xe tiếp theo em phiên bản là phiên bản AC Accent AT tiêu chuẩn, giá xe là 510 triệu đối với và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 561 triệu và chúng ta chỉ cần trả trước là 153 triệu thôi là chúng ta có thể nhận xe. Thì dòng xe Accent AT tiêu chuẩn hiện tại bên em đã có rất là nhiều xe và giao ngay nha quý anh chị. Và chúng ta sẽ tới với phiên bản tiếp theo của chiếc xe Hyundai Accent, đó chính là phiên bản Accent phiên bản đặc biệt. Đó thì giá chúng ta sẽ là 545 triệu và lăn bánh Hồ Chí Minh là 598 triệu và chúng ta chỉ cần trả trước là 162 triệu thôi là chúng ta có nhận xe. Đối với những khách hàng hộ khẩu tỉnh thì giá lăn bánh sẽ là thấp hơn so với em báo giá nha quý anh chị. Thì em đã báo giá về chương trình cũng như giá lăn bánh của dòng xe Hyundai Accent 2022. Thì trước mắt đây chúng ta đó chính là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt số tự động nha quý anh chị. Thì đối với phiên bản này thì chúng ta được trang bị là mâm đúc hợp kim nhôm với 16 inch và tay gương chiếu hậu sẽ được gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện và tích hợp đèn bảo rẽ, tay nắm cửa mài chrome và tích hợp nút mở cửa và đóng mở cửa khóa thông minh. Rồi hàng ghế cửa thì được làm chắc chắn nha quý anh chị. Về mức theo nhiên liệu thì hỗn hợp sẽ là 6.2 lít và ở đường trường sẽ 4.5 lít nha quý anh chị. Rất là tiết kiệm luôn đối với một chiếc xe phân khúc hàng B sedan với giá cực kỳ mềm. Giá lăn bánh chưa tới 600 triệu là chúng ta sở hữu một chiếc xe full option. Về nội thất thì chiếc xe được trang bị nội thất màu kem da cao cấp với vô lăng được bọc da nha quý anh chị ha, kết hợp với một số chi tiết bọc da màu kem tạo cái tính nổi bật cho chiếc xe khi mà chúng ta vận hành. Về tổng giá trị chúng ta sẽ trang bị là chìa khóa là có đầy đủ từ xa. Hệ thống giải trí chúng ta sẽ màn hình 8 inch có tính năng là Apple CarPlay, Android Auto, có định vị dẫn đường. Đó. Rồi sẽ có rất là nhiều tính năng luôn. Về điều hòa của chiếc xe này thì chúng ta được trang bị là điều hòa là tự động hay tự động như quý anh chị, là giúp chúng ta vận hành rất mát ở những cung đường. Rồi. Rồi, gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu tự động chống chói là giúp chúng ta vận hành rất là an toàn khi ở trời ban đêm. Và mặt hình tắp lô sẽ là dàn LED, là một trong những chiếc xe phân khúc B mà có màn hình dàn LED này nhé quý anh chị ha. Chỉ có chiếc Accent mới có nhé quý anh chị, nhìn rất là sang trọng và nhìn rất là tinh tế luôn. Và tay trên vô lăng chúng ta sẽ có các nút bấm mở nghe điện thoại rảnh tay cũng tăng giảm âm lượng. Và bên chúng ta sẽ có tính năng là ga tự động cruise control, rồi là gạt mưa tự động, đèn pha tự động. Một chiếc xe phân khúc B mà chúng em kế option ra nó cũng khá là nhiều luôn. Rồi, đó là về trang bị. Về an toàn thì chiếc xe này có đầy đủ các tính năng an toàn như cao cấp nha quý anh chị. Hàng ghế sau thì chúng ta vẫn có hàng ghế sau và đặc biệt chúng ta sẽ có cửa gió cho hàng ghế sau giúp cho. Và chúng ta sẽ có cổng sạc nhanh nữa nha quý anh chị. Và đặc biệt đối với chiếc xe phiên bản này thì chúng ta sẽ có thêm cửa sổ trời sunroof giúp chúng ta là rất là nhiều trẻ em mà đặc biệt các gia đình có trẻ em thì rất là thích về tính năng này. Một chiếc xe chỉ 545 triệu thôi là chúng ta đã có rất là nhiều tính năng, rất là nhiều trang bị giúp chúng ta vận hành ở mọi cung đường cực kỳ an toàn. Về phía sau thì chúng ta vẫn có hệ thống đèn hậu dạng LED, rồi có cảm biến sau giúp chúng ta lái xe an toàn, camera lùi và cốp tự động thông minh. Khi chúng ta mang chìa khóa theo người thì chúng ta chỉ cần đứng gần 3 giây thôi là chúng ta sẽ có thể là cốp xe chúng ta sẽ mở rồi. Về cốp xe thì chúng ta rất là rộng luôn và có thêm mâm lốp dự phòng và bộ đồ nghề để chúng ta thay thế lốp. Rồi chúng ta đóng cốp rồi. Thì em đã giới thiệu xong về chiếc Hyundai Accent cũng như chương trình giá bán cũng như là về lăn bánh của dòng xe Hyundai Accent 2022. Thì về chi tiết về chương trình khuyến mãi cũng như giá về
ưu đãi giảm giá thì quý anh chị cứ liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.